ngày 29 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Nam 26 tuổi, ngụ xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, tối 27 tháng 9, Nam điều khiển xe máy đến quán cà phê Karaoke tại xã An Phước, gặp bạn. Khi vào quán, Nam vừa đi vừa mở điện thoại nên đụng vào anh Lê Thanh Cầu 31 tuổi, ngụ tại địa phương, lúc này đang từ trong phòng Karaoke bước ra ngoài. Nam tại cơ quan điều tra. Hai người xảy ra cự cãi. Cầu đã dùng tay đánh vào lưng, sau đó đuổi theo chửi và đánh Nam tiếp nhưng không trúng. Bực tức, Nam đã lấy con dao ngoài xe, chém trúng vào cổ của anh Cầu gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do choáng mất máu cấp. Sau khi gây án, Nam bỏ trốn và ném hung khí xuống đoạn sông gần đó. Đến rạng sáng hôm sau, Nam ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua xác minh, Nam có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và hủy hoại tài sản.